Diễn ra từ tháng 6 năm 2023, giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia Bia Sài Gòn Cup năm 2023 đã tìm ra được 8 đội bóng mạnh nhất đại diện cho 3 khu vực Bắc, Trung, Nam. Hôm nay tại Hà Nội, ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm các cặp đấu tứ kết của VPL mùa thứ tư. Khép lại vòng loại ở khu vực miền Bắc, nhà vô địch là câu lạc bộ Mobi. Trong khi đó, tại khu vực miền Nam, An Biên FC đăng quang một cách thuyết phục và Hiếu Hòa qua Haco xuất sắc lên ngôi ở khu vực miền Trung Tây Nguyên. 5 cái tên còn lại dự vòng chung kết VPL S4 là Đại Từ, Tùng Anh ở miền Bắc, Bê Tông 26 Gia Lai ở miền Trung Tây Nguyên và Đạt Tín, Bảy Núi ở miền Nam. Theo kết quả bốc thăm của ban tổ chức, vòng tứ kết sẽ diễn ra ngày 24 tháng 8 năm 2023 với 4 cặp đấu: Hiếu Hòa qua Hà Cô gặp Đạt Tín, Bảy Núi gặp Tùng Anh, An Biên đọ sức với Đại Từ và nhà vô địch HPL S10 Mobi chạm trán với Bê Tông 26 Gia Lai. 2 cặp đấu bán kết diễn ra vào ngày 26 tháng 8 và trận chung kết diễn ra ngày 27 tháng 8 năm 2023. Ở VPL S4, các đội vẫn được phép sử dụng cầu thủ ngoại theo đăng ký. Thực sự năm nay có rất nhiều điểm mới hấp dẫn. Chúng tôi đã mở rộng không gian và thời gian thi đấu cũng như đối tượng thi đấu ra. Có cả cầu thủ nước ngoài cũng sẽ được thi đấu tại vòng chung kết. Và vòng chung kết năm nay có một cái điều đặc biệt là 8 đội. Nếu mà nhìn về nguồn gốc thì sẽ đến từ 8 tỉnh khác nhau. Thực sự đây là một cái đại hội vô cùng tuyệt vời của bóng đá 7 người Cúp Bia Sài Gòn. Cũng tại lễ ra mắt giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia Cúp Bia Sài Gòn 2023, ban tổ chức tiết lộ mong muốn cử các đội tuyển đi giao lưu với các nơi trên thế giới. Trước mắt sẽ tiếp tục tổ chức giải bóng đá 7 người quốc tế lần 2, tổ chức các đợt tập trung đội tuyển chọn 7 người hàng năm để dần dần những hoạt động càng phong phú hơn.